Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game về Granny. Tựa game đầu tiên mà mình chơi đó là Granny Chapter 1. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Let's go. Chơi thôi nào. Đây là ngày đầu tiên ở trong ngôi nhà của bà Granny. Bây giờ thì mình sẽ tìm cách để trốn thoát ra khỏi đây. Các bạn hãy xem mình làm cách nào để trốn thoát ra khỏi đây nha. Tựa game này thì mình đã chơi rất nhiều ở những video lần trước. Mình vẫn muốn chơi lại để cho những bạn nào mà chưa biết về cái tựa game này thì có thể chơi. Đây là tựa game khá là thú vị. Nó liên quan đến thể loại kinh dị. Bạn nào yêu thích thể loại kinh dị thì có thể chơi. Series Granny rất được nhiều bạn trẻ trên thế giới yêu thích. Đặc biệt nó lại là một thể loại game kinh dị. Hello, đây chính là bà Granny đấy. Mình đã bắn cho bà ta một phát. Sau khi mình bắn cho bà ta thì bà ta sẽ ngất đi trong vòng 2 phút. Trong 2 phút đó thì chúng ta có thời gian để làm nhiệm vụ nha các bạn. Đây là đoạn ngắm bắn này. Đoạn này là đoạn khó nhất trong trò chơi này. Chúng ta phải ngắm bắn nó hơi lệch hồng tâm một chút thì mới mở cái cánh cửa này ra. Bên trong quả dưa này có một cái chìa khóa. Mình sẽ bổ quả dưa hấu này ra để lấy chiếc chìa khóa bên trong đó. Chiếc chìa khóa đó cũng là một then chốt để chúng ta thoát được ra khỏi cái nhà của bà Granny. Granny vẫn chưa tỉnh. Vì thế chúng ta vẫn có thời gian thư thái để làm những nhiệm vụ trong tựa game này. Cần xoay thì nó mới xoay đều được. Mình vừa rung chiếc chuông để dụ bà Granny ra đây. Khi bà ta ra đây bước qua cái cánh cửa này thì mình sẽ chui từ phía cửa sổ này. Bà ta đang ra đấy. Mình vừa nhìn thấy cái gậy của bà ta rất là kinh khủng. Hello. Ơi, cháu đã chạy lên gác rồi đây này, bà đuổi theo cháu đi, cháu không sợ bà đâu.
Hello, cháu chui vào trong đây thì bạn làm sao bắt được cháu? Khi các bạn chơi tựa game này các bạn phải để ý nha, thì thằng bà ta sẽ đặt ra những cái bẫy đấy, các bạn giống vào cái bẫy đấy bà ta sẽ dễ dàng bắt được chúng ta. Bà đã bị cháu đánh lừa rồi, cháu đi hướng này cơ mà. Vậy là mình vừa trốn thoát ra khỏi nhà của bà Granny ở trong cái phần 1. Ôi. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua phần 3 của tựa game này, Granny chấp tờ bài. Developer. Đây là tòa lâu đài của ông bà Granny nằm ở giữa rừng sâu. Ôi. Welcome. Oh my gosh. No 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 no. Mình đã chơi trò game này rồi nhưng mà mỗi lần đến đoạn này ông ta giơ cái súng lên thì mình rất là sợ. Hello. Chúng ta đã bị bất động rồi. Mình sẽ tìm cách nhanh nhất để trốn thoát ra khỏi cái tòa lâu đài này.
Trong tựa game này thì có nhiều cách, có hai cách để trốn thoát. Cách nữa là chúng ta sẽ trốn thoát bằng cái tàu điện ngầm này. Để tạm cái dây điện này ở đây, ta sẽ quay lại lên cái bánh xe quay để quay cái cửa, cái tấm ván lớn xuống. Mình sẽ trèo từ trên mái nhà này xuống cho các bạn biết trên mái nhà này trèo được xuống dưới. Để mà trèo được xuống thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải mở được cái cánh cửa chính này. Cấp lại và mình sẽ có thể mở được cánh cửa điện.
Ồ quên, mình sẽ phải lấy một con ốc vít thì mới khởi động được. Con ốc vít nó đang ở đây. Mình biết những cái đồ vật nó làm vị trí nào rồi nên chơi game nó rất là dễ, không phải đi tìm mất thời gian các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần vặn vào đây, ấn công tắc cánh cửa này. Cánh cửa này đã được mở ra, điều khiển bằng điện. Trong nhà ông bà là lâu đài cổ nhưng mà có những chi tiết rất là hiện đại. Mình đang rất mong chờ phần 4 của trò chơi Granny này. Khi có phần 4 thì lập tức mình sẽ cập nhật chơi game cho các bạn cùng xem. Gen kết thúc phần 3 rồi thì mình sẽ chuyển qua phần 2, Granny Chapter 2. Ông bà này có 3 ngôi nhà, chuyển nhà liên tục. Không biết phần 4 là tòa nhà khác hay lại là một trong những căn nhà của một phần 1, phần 2, phần 3. Đây, mục đích của mình là sẽ phải mở được cánh cửa đó. Cánh cửa này có ổ khóa này, có cửa điện này, bắt ốc vít này, rất nhiều thứ khác. Chơi chắc một chút, ta sẽ trốn vào trong cái đường hầm này. Cái đường hầm này là đường hầm an toàn nhất trong trò chơi này. Khi chúng ta chui vào đây thì ông bà Granny sẽ không bắt được chúng ta. Chúng ta vừa mở một cái cửa nào đó, mình sẽ dùng cái kim này để cắt nguồn điện của cái cửa chính. Oh my god, chúng ta phát hiện ra mình rồi. Chạy vào đây thôi. Lêu lêu. Chúng ta đang nói gì đó. Ôi. Ôi. Ông ta đã đi xuống dưới nhà rồi. Có thể đi theo đường này. Chẳng biết ông đang cười cái gì. Cười rất ma quái. Đây có một khẩu súng điện. Cầm khẩu súng điện này trên tay thì an tâm rồi. Ông ta có lại gần mình như thế nữa thì mình sẽ dùng khẩu súng điện này bắn ông ta. Nhưng
Mình vừa nghe thấy tiếng bước chân của ông ta. Giờ thì mình sẽ đi tìm ông ta để bắn cái... There you are. Ngôi nhà bằng đồ gỗ thì rất cổ, lại có camera hệ thống rất hiện đại. Cái vặn cửa ta lắp vào thì bây giờ chúng ta sẽ cần dùng đến, chúng ta phải vặn cửa thì mới mở được cửa, đúng không các bạn? Giờ thì mình sẽ đi tìm và bắn trong vòng phát điện nữa. Có tiếng mở cửa không biết ở đâu. Đây rồi. Sẽ dụ chúng ta đến đây. Ngắm bắn này. Mở khóa cửa thôi. Ta cần phải nâng cái rào sắt nữa là chúng ta sẽ mở được cái cánh cửa này. Các bạn lắp vào, các bạn nhớ phải xoay nha. Xoay thì cái rào sắt nó mới được nâng lên như thế này các bạn này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi ra khỏi ngôi nhà này.
qua tựa game tiếp theo của video này, Granny Spider-Man. Đây là tựa game mod của bản chính. Khung cảnh nhân vật thì vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái đồ họa ấy, cái chi tiết thì được làm khác đi. Ví dụ như cái tường sơn hoặc là trang phục của nhân vật đây này. Đấy, nó sẽ khác đi. Let's go. Đây hoàn ngày đầu tiên. Bức tường toàn một màu sơn bằng nhện hết, chủ đề người nhện này. Cánh cửa cũng có hình của Spider-Man. Đây rồi, mình đã nhìn thấy cái gậy rồi. Vào đây. À, Spider-Man à. Bắn đúng vẫn nhện luôn. Tan chảy. Ô, sao tổ om ôi. Rồi đi đâu thế này? À, quả dưa hấu đây. Mình sẽ giúp bà Granny ra đây. Granny Spider-Man. Iron Man này. Người xanh khổng lồ này. Siêu nhân này. Toàn những nhân vật trong Marvel thôi. Siêu anh hùng. Superhero. Phải đợi bà ta ra đây đấy nha, chúng ta không nên vội. Có tiếng mở cửa đấy. Mình sẽ đợi bà ta lên đây và trốn vào bên trong cái hốc này. Đấy.
đây chẳng biết gọi là bà hay ông nữa. Hello, bà không biết chui vào để bắt cháu, để cháu lại chạy mất rồi bà ơi. Đây có cái bẫy này, ít rồi mà tưởng ba là Granny nguyên hiện là cháu sợ rồi. Bài bài luôn. Đâu đâu thôi, có lẽ là mình sẽ trốn đấy. Sợ thế. Venom Granny. Let's go. Tối quá. Vẫn chiến thuật cũ. Với mình thì đây là cách để trốn thoát và chiến thắng trong trò chơi này một cách dễ dàng nhất. Cách các bạn chơi như thế nào trong trò chơi này, các bạn hãy comment để lại ý kiến nha. Và nếu video của mình các bạn cảm thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để ý kiến, để góp ý và cũng là nguồn động viên cho mình có thể chơi những tựa game này một cách hay hơn. Yo, wow, ôi rơi xuống dưới luôn. Quả dưa cũng ở vị trí này.
dụng cho bà Granny ra đây. Không biết bà ta đã tỉnh chưa sau phát bắn của mình. Nghe tiếng bước chân rồi. Đấy. Hello. Hello. Want to play hide and seek? Yeah. Mình đã mất phần cái tiếng cười của bà ta. Hello. Bắn cho bà ta thêm phát nữa. Chúng thôi. Okay, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này. Iron Man Granny. Ôi. Không có gì. Mình nhìn thấy một cái lồng súng này. Sẽ là cái lồng súng này. Trong này không có gì cả. Cò súng. Do you want to play hide and seek? Chìa khóa. Tôi sẽ đi tìm cái bàn súng nha. Ôi. Oh my god.
Ôi cái mang súng đây rồi. Ôi các bạn phải lách cả cái bẫy như thế này. Ta sẽ đi lấy cái cò súng nữa. Thử phát xem nào. Wow. Iron Man, người sắt. Có chịu được một phát bắn hay không? Ôi. Oh my god. Bắt rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua từ game tiếp theo, Santa Granny. Sao tự game vừa giờ lỗi thế nhỉ, mình bắn trúng người rồi mà không thoát ra được. À không chết. Cảm giác hơi khó điều khiển nhỉ. Có màu vàng. Ôi, không phải à? Phim. Mấy cái tựa game mốt này đôi khi nó hay lỗi các bạn. Thank you.
mình sẽ trèo vào một chút nhỉ. Hello, bọn này hơi già. Hello, đây. No. Ok, mình sẽ chuyển qua từ game cuối cùng, Spongebob Granny. Sao chẳng có cái gì ấy. Tựa game này cũng lỗi rồi, không mở được cái cánh cửa bên trong kia thì làm sao mà lấy được những đồ vật bên trong đó. Vậy thì mình xin phép mình chỉ review qua cái tựa game này thôi nha các bạn. Đó là một tựa game lỗi. Búa này. Súng. Ok, và video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn theo dõi video thấy hay thì các bạn hãy like và subscribe, comment để kênh của mình nha. Thank you, goodbye, see you again, hẹn gặp lại. Bye bye.